Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với cháu Hiệp nhá. Hôm nay là ngày thứ 20 rồi thì phải. Đấy. Nói là trong thời gian này thì đây sẽ là những cái video kỷ niệm với bất cứ một hoàn cảnh nào mà mình đã giúp đỡ, hay là bất cứ có vị khách nào đến chơi, thì cháu Hiệp cũng muốn chia sẻ để làm cái kỷ niệm cho con của mình sau này. Và đặc biệt là sau này khi mình già rồi thì mình cũng sẽ tự có thể xem lại được những cái thước phim của mình. Đấy. Ôi rồi ôi, lại có khách rồi. Sinh lấy xe ở đâu đi ấy? Nè, che. Quay phim với Sinh một tí. Đấy, mọi người ạ. Đây. Hôm nay có chị gái này, đây, có gì này, có Sinh Trơ này, mang gà đến. Đấy, có răng chứ. Đi. Hiện tại thì Trơ đang làm việc cho anh rể của cháu Hiệp mọi người ạ, đi làm mộc. Thì trong suốt thời gian vừa rồi ấy, thì cũng rất là lâu rồi anh em mình không lên sóng cũng như là không ghi hình về Sinh Trơ, bởi vì là cuộc sống cũng đã ổn định rồi và bản thân các em bây giờ cũng đã có những cái công việc riêng. Đấy, thì đúng rất là tình cờ khi mà cháu Hiệp ghi hình thì em Sinh Trơ đến. Sinh Trơ thì có báo từ hôm qua rồi và đúng lúc. Hello, chào Sinh, xin chào cô bác anh chị. Giờ này khỏe không? Dạ có. Làm ở nhà anh rể thì có vất vả không? Dạ không, cũng bình thường. Lương lậu như thế nào? Lương. Nãy anh định gọi cho em để mà thôi, lương thì mình không tiết lộ nữa, phần nó nhạy cảm. Vâng. Dạo này mặt có bị vấn đề gì không? Dạ không. Ừ. Thế là nay bắt gà đâu về cho anh? Em lấy từ nhà ra. Sao lại cho anh gà? Không, thì cái này tình cảm. Hôm qua thì ông kia thì Vân với Say, Vân với Sính đến. Chắc em xem video cũng biết rồi. Vâng vâng. Hôm qua thì Say với bác Say lên, nhưng mà lên đến bản vàng thì lại bị công an vẫy và giữ xe. Anh lúc nãy anh gọi điện hỏi thăm xem là như thế nào thì cũng chưa thấy nói gì, chưa điện được. Ừ, của em cũng đích lên nhưng mà có lại nhiều việc, làm việc ở nhà bác ấy không có nhiều việc, xong rồi bảo thế hôm nay cô mới lên ấy, hôm nay cô cháu mình cũng theo lên. Thế là bây giờ là ăn ở tại đấy luôn, làm ở đấy luôn? Vâng đúng ạ. Làm ở đấy sẽ làm lâu dài? Vâng. Tiết lộ với mọi người ấy, thì nhà anh rể của cháu Hiệp thì làm mộc cũng được 3-40 năm rồi. Phải nói là như vậy, là một trong những xưởng mộc đầu tiên nhất của huyện Yên Minh. Và tất cả những cái sản phẩm đồ nội thất của nhà cháu Hiệp một phần cũng là từ chỗ anh rể. Do vậy mà khi em Sính mà có cơ hội làm việc ở nhà anh rể thì sẽ là rất là tuyệt vời. Bởi vì là sẽ có công việc ổn định và thu nhập tốt, rồi là được nuôi ăn ở nữa thì sẽ rất là tuyệt vời. Dạo này sức khỏe thế nào, có bị co giật gì không? Dạ có. Vẫn bị à? Bao lâu bị một lần? Một tháng một lần. Thế mày như kiểu là bị ám rồi, mỗi tháng một lần. Gà này là chị gái cho này. Đấy, hôm nay chơi cũng mang. Cũng có một bác ở đâu quên. Cũng lấy thuốc rồi xong rồi... Gửi thuốc cho em hả? Vâng, có lấy tiền không? Bao nhiêu? Bảo chưa có thì 15 triệu. Rồi thôi. Nó lừa mày đấy. Đừng có mà lung tung mất tiền oan. Rồi, hôm anh cầm tí. Anh ốm quá, mày hôm nay anh ốm. Hôm nay sẽ phải hộ anh làm cơm đấy, bởi vì một mình anh thôi. Vâng. Đấy. Anh chỉ nhờ, anh chỉ mong là bọn em đến rồi có người hỗ trợ anh làm cơm thôi. Rồi, đi cất hộ anh vào chỗ chỗ chuối. Đấy. Chết, đang gram mà. Luôn quay phim ít. Đây mọi người ạ, hôm nay ơi sao vào kia chỗ kia. Hôm nay thì cháu Hiệp còn đang định nhờ chỗ em Trơ làm hỗ trợ mua ít thuốc nữa, bởi vì là trái gió trở trời thì lại ốm và đang rất là đau họng. Trong thời gian này thì cháu Hiệp cũng uống rượu nhiều nữa, bởi vì là khách đến thì mình không thể không tiếp, do vậy là hết sức là mệt. Đấy, tuy nhiên thì không có cái gì hạnh phúc hơn là khi mình có con rồi các bác đến thăm, đến động viên và đến chúc mừng. Thì đấy là những cái điều tuyệt vời nhất rồi. Thì rất là nhiều khán giả có nhắn tin gọi điện hỏi
bao giờ đi làm lại. Và đặc biệt là Trọng cũng vậy, rất là nhiều khán giả cũng đang rất là quan tâm tới những cái công việc mà cháu Hiệp đang chuẩn bị triển khai. Tuy nhiên thì hết sức thông cảm là mỗi người thì trong cuộc đời chỉ có đôi lần thôi. Do vậy là cháu Hiệp cũng sẽ dành thời gian nhiều nhất cho mẹ và bé của mình. Sau đó thì vừa gọi là giỏi việc nước, đảm việc nhà, bên nào mình cũng sẽ dành cái thời gian nhiều nhất, và cái sự sắp xếp công việc sẽ được hợp lý nhất để làm sao mọi thứ có thể trôi chảy. Hôm nay thì sẽ quay một cái video ngắn ngắn thế này, bản thân cháu Hiệp chỉ làm kỷ niệm thôi. Và rất là cảm ơn, một lần nữa gửi lời cảm ơn tới các cô, các bác, khán giả của kênh Tám Dòng Mạch có những cái lời động viên, có những món quà dành cho mẹ và bé. Ngoài ra thì đây cũng sẽ là một thước phim kỷ niệm sau này con của cháu Hiệp sẽ nhìn lại và xem lại rằng là ngày hôm nay có ai đến thăm mình. Và đặc biệt là tất cả mọi người, những khán giả đã xem những hoàn cảnh mà cháu Hiệp đã quay ấy, thì sẽ biết được là các em cũng có những cái sự biết ơn nhất định. Và sau khi được giúp đỡ thì các em cũng có thêm một người anh, thêm một người bạn. Và đương nhiên rồi, đắng cay ngọt bùi thì có những cái sự hiện diện như vậy thì thật sự rất là quý. Đấy. Cháu Hiệp thì cũng đã chia sẻ khá là nhiều rồi. Thời gian này thì phần lớn là ở nhà tiếp khách, cũng như là đón khách, rồi là làm cơm nấu nước, và đặc biệt là một tháng liên tục giặt giũ cũng như là nấu cơm vào bếp. Đây là những cái công việc mà gần như cháu Hiệp không thường xuyên làm cho lắm. Đấy. Tuy nhiên thì hôm nay em chờ đến và có các chị đến, quá tuyệt vời rồi. Hộ anh đun nước đi. Anh cũng vừa cùng em làm và vừa quay phim một tí để chia sẻ cho các bác xem. Đây, ra đây hộ anh một tí. Phong tục không biết mọi người thế nào, nhưng mà chỗ cháu Hiệp là như vậy đây. Một dàn gà mà các bác, các cô, các chú, anh chị mang đến để mà hỗ trợ gọi là nuôi chăm em bé đấy. Cái này là phong tục từ ngày xưa thôi, còn bây giờ thì nó gần như là nó đang bị không như thế nữa, nhiều nữa rồi. Đấy. Hôm nay thì chắc là mỗi một mình chơ. Các anh thì cũng đến hết rồi. Anh Khâm rồi, anh Tuyên các thứ đến hết, anh Duy đến hết rồi. Trọng cũng đến hết rồi. Đấy. Và Vân cũng đến rồi. Hôm nọ là Vân đi hai con mọi người ạ. Cháu Hiệp không để ý. Xính là hai con gà và Vân hai con gà. Đấy, các em đều đi cặp gà hết chứ không phải đi một con đâu. Đấy, thật sự rất là xin lỗi Vân vì hôm đấy nó nói nhầm. Các em biết là cháu Hiệp có hai bé nên là đến hai con. Đến thì vui thôi, đến không cần quả cáp thì cũng ok cả, không vấn đề gì cả. Nữa đi, bật to lên, chưa được. To một tí nữa. Đấy, đúng rồi, nó phải so đâu rồi. Ok. Đấy. Bây giờ chỉ có thịt gà xong là làm rau thôi mà, ăn đơn giản thôi. Đấy, đi làm cho anh rể được bao lâu rồi? Đi làm được mười mấy ngày. Tức là xong cho anh Thương là đi anh rể làm luôn. Xong tôi đi xong về nhà được mấy. Xong anh Thương giới thiệu. Thế thì mẹ khỏe không? Mẹ có người nhà. Nhà cửa thế nào? Vẫn như cũ à. Rồi, chuẩn bị lấy vợ chưa? Chưa. Có người yêu chưa? Chưa. Thế cô trên này thế nào rồi? Không. Sức khỏe em Sính chơi thì vẫn một tháng đều đặn là vẫn có cái hiện tượng là co giật. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã thuyên giảm, bởi vì là có thuốc thang của bên sở y tế người ta cấp dành cho các bệnh nhân bị động kinh ấy. Đấy. Thì quay trở lại câu chuyện thì bên cạnh em Vân, em Xính và các anh em khác đã, cháu Hiệp đã quay phim chia sẻ đấy. Thì hôm nay em Xính chơi cũng đến. Và đương nhiên rồi, cũng lên một thước phim để quay cho các bác cùng xem, cùng biết. Và cũng ghi lại cảnh nhà cửa của mình để chia sẻ với mọi người. Thì chẳng biết nói gì hơn. Bây giờ những cái tần suất video của cháu Hiệp chia sẻ đến kênh thì bị hạn chế. Bởi vì là một mình em Trọng, cháu Trọng thì không thể nào triển khai công việc như cháu Hiệp được.
Do vậy mà mọi người thông cảm hay chờ cháu Hiệp hết tháng 11 dương lịch này, và tầm khoảng 5 tháng 12 thì cháu Hiệp sẽ tiếp tục quay trở lại với công việc. Ngoài ra thì bây giờ chia sẻ kỹ hơn về sinh chơ, thì đã đi làm và có thu nhập rồi, có công việc làm ổn định thì cố gắng làm. Nhà anh rể anh thì rất là thoải mái thôi. Đợt trước thì anh rể cũng có bảo anh tìm một người để hỗ trợ anh làm mộc rồi là làm các thứ. Ở đấy thì chủ yếu là làm mộc hay là làm mọi thứ? Làm mộc thôi hả? Làm mộc ấy thì em sẽ có cơ hội phát triển được cái khả năng tay nghề của mình. Còn em muốn đi làm công ty hay em muốn làm bất cứ một cái công việc gì mà chỉ để lấy tiền thôi ấy, thì bản thân mình sẽ không tích lũy được một cái giá trị hay một cái kỹ năng nào cả. Do vậy là em cứ làm chỗ anh rể của anh thì anh thấy là rất là tuyệt vời rồi. Trước đây thì anh rể có nhờ cháu Hiệp là tìm cho anh ấy một người đến để hỗ trợ làm mộc. Tuy nhiên thì cháu Hiệp cũng chả nhớ đến, bởi vì thời gian đấy em đang làm cho anh Thương cái nhà hôm tây kìa. Đâm ra là anh không giới thiệu. Bây giờ thì tốt quá rồi. Anh thì cũng xem, anh rể anh cũng xem video anh rất nhiều, cũng biết về em rất nhiều. Đấy. Thế là hôm qua là có hẹn anh là sang nhà anh thăm thăm cữ. Thì là người Mông là có đi như thế không? Dạ có. Quần áo với gạo hả? Quần áo với gà. Gà à, chứ không đi gạo. Bởi vì người Mông thì chủ yếu là ngô thôi nhỉ. Hôm nọ cũng có các cô người Mông mang ngô đến nhà anh đấy. Nói chung mình ăn gì thì mình mang đấy đến thôi, đều quý hết. Thật ra bây giờ cái ngày xưa là khó khăn thì các cụ mới phụ nhau mỗi người một con gà ít gạo nếp để nuôi mẹ và bé thôi. Chứ còn bây giờ, thời đuổi bây giờ thì kinh tế nó cũng phát triển và mọi thứ, thị trường nó hàng hóa nó cũng nhiều ấy. Một số người ta sẽ đi bánh kẹo và đi phong bì. Hoặc là một số người sẽ mua quà hoa quả đến và phong bì thôi. Hoặc là đến không cũng được rồi, không nhất thiết phải là có tiền, có quà đâu. Đến hỏi thăm động viên là tốt rồi. Thế là hôm qua về nhà bắt gà? Hôm kia về à? Hôm kia làm việc xong rồi về. Đấy, đi luôn cho nó tiện. Nói chung là làm ở đâu cũng thế, mình cũng phải luôn luôn cố gắng trong công việc thì cái đồng lương của mình sẽ được cải thiện. Mình làm việc nhà người ta mà làm như việc nhà mình ấy thì chắc chắn là người ta cũng sẽ ghi nhận thôi. Và nếu như không có việc gì nhiều thì mình hạn chế nghỉ. Và sức khỏe của em ấy thì liên quan đến máy móc thì em phải trao đổi luôn là cháu bị động kinh. Đâm ra là có những cái nào cháu không thể can thiệp được. Ví dụ như máy móc em sẽ không nên sử dụng đâu. Nó sẽ rất nguy hiểm. Ok, bây giờ thì cháu Hiệp sẽ tạm thời dừng ghi hình để mấy anh em cùng nhau làm cơm đã. Hôm nay thì một mình cháu Hiệp thôi. Như mọi người đã biết rồi, mẹ thì hộ tiếp khách, một tay đang bị đau nữa. Bố thì cũng công việc nhà dưới. Đấy, nhà dưới hiện tại là có 13 con lợn mọi người ạ. 4 con trâu thì vừa mới bán hết rồi, bởi vì là không ai chăm được. Còn 13 con lợn rồi là đàn gà. Cái điều cháu Hiệp muốn chia sẻ với mọi người là đàn gà các em mang đến là bố mẹ cháu Hiệp đều nuôi. Sau đó là đấy, mọi người nhìn đi kìa. Kìa, lợn kìa. Lợn với gà đấy. Đấy. Rồi, bây giờ thì mời mọi người cùng cháu Hiệp vào bếp nhá, xem là hôm nay làm những món gì. Được rồi, nhanh thôi. Tí nữa lại nhổ qua xem nào được chưa? Nếu mà được rồi là được. Nhúng con nước nguội này đã, xong thì hắn vặt không lại bỏng tay. Đấy. Gà toàn gà marathon rồi, chân vàng, thịt dai, ngon.
Chơi xuống nhà nhà cũ của anh bao giờ chưa nhỉ? Nhà cũ ở này. À. Một lần đấy. Trở lại thì cứ hình nó. Thôi cơm đi. Chưa. Cơm đi, cơm đi. À, sau một thời gian anh em mình chuẩn bị thì cỗ đây. Đấy, thịt gà rang nghệ, thịt bò, bí xào, thịt lợn, nhồi và canh su su. Vợ thì sẽ ăn một góc riêng mọi người nhé. Xơi cơm sơ, có anh thấy cơm rồi.